Hello, xin chào toàn thể anh em ở trong đêm và tất cả mọi người nha. Một ngày nó trôi qua anh em ơi. Rồi, hôm nay có anh em là chiến không em? Anh em. Mình cũng đều đều anh em ơi. Gà tối nay nó đi cày lắm nha anh em. Gà nó đi cái kiểu làm sao mà lất 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 nó bay cao không anh em ơi. Bay chót đầu lưới không. Thì hôm mình sảy quá nhiều anh em ơi. Hôm sảy nó 5 6 con gì. Sảy toàn lợn trống không anh em, nó đâm cao quá mình giấu không tới, mình bắt không tới anh em. Leo ra hết trơn. Có mấy nghịch bữa nay hiện tượng nó đi mạnh rồi anh em ơi. Bữa nay mình cũng được cỡ hơn 20 kịch với anh em. Thì mình dự đoán có thể là 1 2 ngày nữa là nó có thể là đi đi rộ nghe anh em. Sáng nay gà lên yếu xìu anh em ơi, mình bắt cái đầu hôm mà. Nào đầu hôm không mình bắt được 8 con rồi. Sáng này nó lên được có 3 4 con gì nữa anh em ơi. Rồi không nói nhiều anh em ơi. Giờ lên bắt thành quả cho anh em cái xem cái mình về. Ủa, người xạ đi đi ra tới đây rồi mà phân giờ nó nhà rồi. Ba bốn người chứ người gì? Đó là đó. Cái gì? Tốt quá hả? Đâu có 5 6 người lận nè dưới đó tại trong trắng đó người đó rồi ở ngoài đây nè dưới đồ lạch đó người nội ngoài đây không là 2 người rồi nè hai chỗ đó người của ngay cái chạy trắng trong đó là người đó rồi trên cái bìa trên đó là tuốt trong cái giót đó là người ngay cái bìa ao đây người đó có tính ra 5 6 người chứ 7 người luôn chứ thì cũng dữ vậy. Bữa nay nó đi mạnh rồi. Vịt quá rõ rẻ. Đêm hôm té dưới đường nước ướt quần anh em ơi. Bạn quần tà lõn luôn. Mũi chết đỏ. Ở trong đây đâu có gà nào hả? Gà đây. Má gì đâu mà đủ mẹ họ bự hơn chừng nghịch chút xíu bên bên cái vỏ này là sổ này. Kỹ không? Dòng cứ xa ra chút nữa đây gà đây anh em ơi cứ giữ à này hả cứ giữ anh gần 3 kg luôn cứ giữ à. Gần 3 kg chứ đặc biệt cứ thằng khủng đây. Hôm nay chứ không bắt anh em ơi. Anh em dầm dầm trong đây được rồi anh em. 11 là 12 con ta. 11. 12. Rồi có 11 gà anh em ơi. 11 gà với mấy chim nhỏ đây nè. Mấy chục chim nhỏ.
trái cầu gì nữa. Đạm. Nay mình có đi làm đó anh em, không bắt ra được. Anh thủ về ăn uống đi làm anh em ơi. Đây. 11 gà và 5 trống 6 máy anh em ơi. Rồi, xin kết thúc video tại anh em lại video ngày mai nha.